Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Invest TV của chúng mình. Trong cái clip ngày hôm nay thì chúng mình sẽ gửi đến các bạn một cái phân tích về việc là câu hỏi là liệu đã có anh em trader nào trong vài ngày vừa rồi đã trở thành triệu phú nhờ vào cái đồng Luna này hay chưa? Đây, chúng ta cùng phân tích. Lượn qua một số các diễn đàn về tiền điện tử đi, những cái trang như là trang Binance Việt Nam ấy, thì thấy có một số anh em khoe là bạn sẽ làm gì khi trong tay có 1,5 triệu đô đấy, và sâu cái tài khoản của bạn ấy ra đây, đồng Luna này. Thì tuy nhiên các bạn nhìn dưới này, cái tính khả dụng của cái tài khoản này thì đã đang nó băng đó. Thế nên là phân tích sâu xa về cái việc này thì chúng ta check thử cái bảng giá của cái đồng Luna trong một vài ngày hôm qua thì như thế nào. Đây thì đây là một cái tài khoản khác. Bác này thì than là hối tiếc khi mà mua được cái sổ số giá ngon và nhát, mà nếu mà chiều hôm đó không bán tháo vì sợ đóng băng giao dịch thì hôm nay đã có Matic hoặc M đi rồi. Thì chúng ta thử phân tích xem những cái dòng bình luận hối tiếc của các bạn như thế thì có cơ sở hay không nhá. Ok. Đây. Mình vừa check giá của Luna tại cái thời điểm, thôi mình cứ lấy tại cái thời điểm này đi, vào ngày 13 tháng 5 lúc này là lúc 8 giờ tối thì nó giá là 0.0040 này, 2762. Và các bạn thấy này, cái đỉnh của nó đây trong cùng ngày đấy, à không, đấy là sang ngày buổi sáng ngày hôm sau rồi, nó lên được 0.0675 đó. Thì bây giờ mình chia thử các bạn xem nhé. Đây, chia thử 0.0675 chia cho cái con số đấy thì ra nó đã gấp lên 244 lần rồi. Và nếu mà trong cái buổi tối ngày hôm 13 các bạn thả vào 100 đô thì đến cái thời điểm mà cái giá của đồng Luna ấy, lên cao nhất thì bạn có thể bán đi và thu về được 24.000 đô đó. Thì liệu nó có dễ ăn như này không, chúng ta cùng theo dõi tiếp. Đây, cái này chưa phải. Đây, các bạn xem này. Đây là cái biểu giá này. Thậm chí vào buổi sáng cái ngày hôm 13 giá nó còn thấp nữa cơ. Đấy, thì tuy nhiên đây các bạn xem, tại cái thời điểm giá Luna hồi lên cao nhất đây. Đó, lúc 0.0675, lúc đấy là lúc 5 giờ 19 phút buổi sáng, sáng sớm đấy nha anh em nhá. Đấy, thì cái khoảng giá này nó giữ được trong bao lâu? Các bạn xem này, 5 giờ 19 đến 5 giờ 24 nó đã tụt xuống 0.00157 rồi. Đó, lại gần về tiệm cận với cái mức giá ở đây. Đó, thì các bạn xem trong cái khoảng thời gian này các bạn có kịp chốt lời để các bạn thu về được cái số tiền như mình vừa tính không? Rất khó đấy các bạn ạ. Và bây giờ, hôm nay là ngày 16. Phóng to ra một chút. Đây, ngày hôm nay là ngày 16, vẫn chưa xem được nhỉ. Đây, một ngày đi, chuyển sang chạc này. Đó, giá tại thời điểm này 12 giờ chỉ 12 giờ trưa nay thì đã là 0.002 rồi. Nói chung là nếu mà các bạn thu cái biểu đồ này lại thì các bạn thấy này, đấy, nó vẫn cứ là cái mức lình xình này so với lại cái mức còn lâu mới về lại được cái mức này. Đó, 0.05 thôi đã là rất là khó rồi. Đấy, thì có một cái đỉnh đi ngay sau cái ngày 13 là cái ngày mà giá của Luna sập xuống thấp nhất. Đó. Thế nên là mình nghĩ cái việc mà các bạn nghĩ là các bạn thu được lời từ cái giao dịch Luna bắt đáy tại cái thời điểm ngày 13 này thì thực sự là mình nghĩ là khó đấy. Đó. Đấy, trong khoảng thời gian rất ngắn này thì mới thu được cái điểm giá tốt của Luna. Đây, còn không thì nó vẫn cứ lình xình ở cái mức này. Đó. Đây, và chúng ta thấy này, những cái thông báo của sàn Binance về cái cặp giao dịch tiền Luna và UST nó diễn ra liên tục trong cái ngày 13 là cái ngày mà gọi là trao đảo thị trường luôn đấy. Đấy, ngày 13. Từ chỗ là ngưng hỗ trợ Luna UST lại loại bỏ Luna UST lại thông báo về loại bỏ các cặp giao dịch đấy. Ngày đây thì mình không biết là nó có chính xác hay không, nhưng mà đọc ở đây nhưng mà ngày ra thông báo là ngày 13 tháng 5. Đấy, và đến chiều tối ngày 20 giờ ngày 13 tháng 5 thì lại
tiếp tục cho giao dịch lại. Đó, Binance thay đổi chóng mặt. Và đây, ngày hôm nay thì vẫn có những anh em đang thắc mắc cái việc là giờ có múc tiếp Luna thì có kịp chuyến tàu không anh em. Và khả năng những anh em trader này vẫn đang kỳ vọng vào việc Luna có thể hồi phục lại trong thời gian tới. Đây là một anh em ở trên nhóm trader lại còn chia sẻ cái việc là mất cái số tiền đấy, từng đấy 200 triệu khoảng 15 triệu. Và theo quan điểm cá nhân của mình thì tại thời điểm này các bạn mà dư giả tiền, các bạn có tiền dư thừa đấy, các bạn không làm gì đến ấy, thì các bạn có quyết định mua Luna vào thời điểm này hay không thì cũng tùy vào các bạn thôi. Nếu các bạn dư tiền thì các bạn có thể mua vào với kỳ vọng nó như một cái kèo sổ số đấy. Nếu mà may mắn trong một thời gian tới mà Luna nó hồi phục lại thì các bạn thu được lời. Còn nếu nó không hồi phục lại mà nó vẫn cứ gục xuống, nó sideways như thế này thì các bạn sẽ bị động vốn, động tiền vào đấy. Và thậm chí là nếu mà dự án này không hồi phục được và cái team deck của dự án sẵn sàng từ bỏ dự án này đập đi xây lại thì thôi, coi như là mình mất trắng. Đó là quan điểm cá nhân của mình. Và mình cũng xin được gửi tới các bạn một cái nguyên tắc trong đầu tư, đó là nơi nào mà có khả năng sinh lời cao và nhanh ấy, thì rủi ro càng lớn. Đó. Đấy, cái này thì chắc chắn là bạn nào mà đầu tư thì các bạn phải biết rồi. Rủi ro nhiều thì đồng nghĩa với việc là lợi nhuận có thể lớn. Đấy. Rủi ro với lợi nhuận nó thường, rủi ro cao thì lợi nhuận cao, nó thường đi kèm với nhau. Đó. Thế nên là các bạn cân nhắc đừng vay mượn hay là làm một cái gì đấy mà ngoài cái khả năng tài chính của mình các bạn đầu tư vào, đó là một điều rất là tối kỵ. Đấy, các bạn nên nhớ là mình còn có vợ con rồi, rồi các chi phí sinh hoạt khác, nên là đừng đánh đổi tất cả mọi giá để có thể lao vào những cái kèo mà nó có rủi ro lớn như thế này. Đấy là quan điểm cá nhân của mình. Còn không biết các anh em có ý kiến về việc là Luna có thể hồi phục được trong thời gian tới hay không thì các anh em có thể để lại bình luận, thì đưa ra những cái lý lẽ, những cái phân tích vì sao có thể hồi phục được hoặc vì sao Luna có thể sẽ không hồi phục lại được. Các bạn có thể để lại dưới phần bình luận để chúng ta cùng trao đổi nhé. Ok, cảm ơn các bạn.